Bạn đang học bài 15 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Tỷ sử ủ khở. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn thì sao? Nì nó. Uống cà phê. Khước cà phê. Mai gặp lại. Mình thiên chiển. Hôm nay thứ mấy? Chinh thiên sinh chi chỉ. Thứ ba. Sinh chi ar. Thầy giáo Phương. Wang lão sư. Sách gì? Sở ma su. Sách tiếng Trung. Hàn yu su. Quyển sách này. Rơ bẩn su. Trê bẩn su. Là của tôi. Sư wo de. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ kia, đó. Na. Na. Kia là thầy giáo Vương. Na shi Wang lão sư. Đó là ngân hàng à? Na shi yin hàng ma? Đó có phải là bưu điện hay không? Na shi bu shi yu ju. Quyển sách đó. Na bẩn su. Quyển sách tiếng Trung đó. Na bẩn hàn yu su. Na bẩn trung wen su. Quyển sách đó là của mình. Na bẩn su shi wo de. Đó là cái gì? Na shi shen me? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tạp chí. Giá trị. Giá. Giá. Trị. Trị. Giá trị. Giá trị. Tạp chí tiếng Trung, cụm từ này thường dùng Trung Quốc, ít khi dùng Hàn ngữ. Trung Quốc giá trị. Trung Quốc giá trị. Một quyển tạp chí tiếng Trung. Hãy chú ý từ y đọc thành thanh bốn. Y bẩn Trung Quốc giá trị. Y bẩn Trung Quốc giá trị. Quyển tạp chí tiếng Trung này. Trê bẩn Trung Quốc giá trị. Trê bẩn Trung Quốc giá trị. Quyển đó, quyển kia. Na bẩn. Nây bẩn. Quyển tạp chí đó. Na bẩn giá trị. Nây bẩn giá trị. Quyển tạp chí tiếng Trung đó. Na bẩn Trung Quốc giá trị. Nây bẩn Trung Quốc giá trị. Hãy chú ý từ na ở đây cũng giống như từ trợ. Trong khẩu ngữ nhiều lúc được đọc thành nây. Tạp chí gì? 什么杂志? 什么杂志?
Đây là tạp chí gì? 这是什么杂志? 这是什么杂志? Kia là tạp chí gì? 那是什么杂志? 那是什么杂志? Quyển tạp chí đó là của bạn à? 那本杂志是你的吗? 那本杂志是你的吗? Quyển tạp chí này là của tôi. 这本杂志是我的. 这本杂志是我的. Kia là cái gì? 那是什么? 那是什么? Kia là tạp chí tiếng Trung. 那是中文杂志. 那是中文杂志. Bài học này đến đây là hết. Hãy liên hệ với Hội quán Tam Thế qua Facebook hoặc qua số điện thoại 0977 309 925 để đăng ký học hoặc để mua trọn bộ các giáo trình của hội quán nhé.